Hello, mến chào toàn thể mọi người. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại kênh Hàng Đồ Nhiên Nhật Bản. Mình là Tuấn Anh đây. Hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một lô hàng mới toanh, mới cập bến luôn nha mọi người. Thì đợt máy này có rất là nhiều loại ha. Mọi người có thể xem trực tiếp trên video đây ha. Mỗi máy đều có mã số riêng. Đó. Mọi người thích mã số nào có thể đặt mã số đó về sử dụng nha. Tới đây toàn bộ hàng ở đây, tất cả là hàng nội địa Nhật hết, sử dụng điện 110V. Nhưng đặc biệt có một cây cưa trượt, đó là điện 220V nha anh em. Đó ha, mình có ghi 220V đó. Thì anh em đang cần có nhu cầu sử dụng cưa trượt thì có thể xem cái này. Ok. Thì lô máy hiện tại của mình đang mặt ở nhà của mình bao gồm các máy cưa xích, cưa kiếm. Cưa kiếm có 5 cây nha anh em ha. Chài nhám chữ nhật, chài nhám vuông, chài nhám mini, chài nhám xoay, chài nhám tăng, rất là nhiều loại nha anh em. Máy thổi siêu mạnh của Ryobi, Bulong Hitachi, đầu 3/4, đầu 1/2 cũng có nha anh em ha. Máy phay, máy hay gọi là máy xôi, đó, 6 ly, 6 ly 3. Máy 12 ly 7, cưa lọng thì đặt nhập một loạt nha anh em. Rất là nhiều loại ha. Đá lửa, dừa tóc đầy đủ hết tất cả mọi thứ. À, bên đây thì có máy cắt đa năng có hộp đựng bụi nha anh em, cực kỳ tiện dụng, lửa 180. Cắt cực sâu cho anh em sử dụng thoải mái. Bào 110, bào 82, 4 cây. Cắt góc khoan Makita đời cao anh em ha, cặp khoan 47 46 47 này, cặp khoan cực kỳ đời, cực kỳ cao, cực kỳ xịn, có đèn led ha, rất là đã. Và hai cây đó đời tương tự nó đó. Khoan Boss nguyên bản nguyên zin anh em, tay mát hai bên đầy đủ, đẹp, mắt in dẹp mày này rồi ha. Boss đó, rồi bắn vít hai cây, khoan nhỏ hai cây, đục mini, vừa đục vừa khoan và siêu đục của Hitachi anh em. Con này cũng siêu đục nha, vừa đục vừa khoan luôn, siêu đục. Chút xíu nữa mình sẽ quay cụ thể test máy chi tiết từng máy cho anh em xem hết. Kính mời anh em xem tham khảo, anh em nhu cầu sử dụng máy nào hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0964888759. Nếu anh em cảm thấy hay, yêu thích, cảm mến mình thì anh em hãy để lại một nút đăng ký, một like, chia sẻ cho mình nha anh em ha. Cảm ơn anh em. Và cặp máy khoan gốc dán máy mài anh em, cực kỳ tiện dụng, thoải mái cho rất là nhiều công dụng ha. Anh em ở nhà mà có máy muốn đánh bóng hay mua máy hay về nè, đó, mua cái gì đánh bóng về gặp vô đánh bóng máy, xe máy cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn. Ok, máy mài đợt này thì mình chỉ có 5 cây thôi nha anh em, nhưng mà toàn cây xịn sò thôi. Chút xíu nữa mình sẽ quay cụ thể test máy chi tiết từng máy một cho anh em xem đó ha. Rồi ok, mình xin chia sẻ phương thức thanh toán bên mình có hai phương thức thanh toán nha anh em ha. Phương thứ nhất, khi anh em chuyển khoản đầy đủ giá trị đơn hàng mình sẽ bao ship cho anh em toàn quốc, là phương pháp thứ nhất. Ok, phương thứ hai, nhận hàng thanh toán hay còn gọi là ship code đó, thì mình không bao phí vận chuyển và anh em vui lòng cọc cho mình 10% giá trị đơn hàng mình mới gửi nha anh em. Anh em lưu ý cho mình ha. Ok, thì phí ship đó bù điện cái thu, đơn vị vận chuyển thu chứ không phải mình thu nha anh em. Ok, cảm ơn anh em. Thì sơ lược tất cả bao nhiêu máy đó thôi. Chút xíu nữa đây mình sẽ quay review test cụ thể, báo giá công khai cho anh em. Ok, chúng ta bắt đầu thôi nào. Hãy nhấn nút đăng ký kênh, ấn vào cái chuông để theo dõi nhiều máy mới nhất nha anh em. Ok, let's go. Lời nói đầu tiên xin cho phép mình được chân thành cảm ơn tất cả anh em đã trong thời gian qua đã xem video, đã đăng ký kênh, đã bình luận, đã đặt hàng mua hàng bên mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nhờ có anh em nên mình mới có phát triển như ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn anh em. Nếu còn cái gì anh em cảm thấy chưa hài lòng hoặc là âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, video chưa thật sự xuất sắc thì anh em có thể để lại bình luận dưới phần mô tả để cho mình có thể xem xét rút kinh nghiệm thêm lần sau để mang đến anh em thật là nhiều máy tốt, âm thanh tốt, video tốt, test cụ thể hài lòng anh em nhất có thể. Ok, xin cảm ơn anh em. Bây giờ chúng ta sẽ tới phần những con máy. Đầu tiên sẽ là những con máy đơn giản, gọn gàng, dễ dàng sử dụng. Máy mài, vừa mài vừa cắt ha, anh em có thể sử dụng cái chức năng của nó thoải mái. Con này thì ngoại hình tem mát ba bên, 1, 2, 3, đó. Mã số máy của nó là 637. Con này thì của hãng Makita, sử dụng đĩa 1 tấc, điện áp 100V, 7A, 670W, 12.000 vòng trên 1 phút nha anh em ha. Mình sẽ test máy cho anh em xem. Cơ bản trên tinh thần dây
Máy mài thì điện áp của nó là tất cả 100V và điện nguồn của nó trung bình dài khoảng 3m nha em. Ha, bây giờ mình sẽ test máy cho anh em xem công tắc nằm phía dưới đuôi. Hoạt động ok, êm ái, nhẹ nhàng, không bị nạt tia lửa điện ha. Đánh giá màn hình so với máy mới 100% thì con này còn được 90% nghe nè. So với máy bóc siêu ha, 100% á, máy mới chát luôn á, thì con này còn được 90%. Tem mát đầy đủ ha, kẹp lửa đầy đủ. À, và anh em lưu ý, khi anh em cần nắp bảo vệ, anh em đặt máy thì cứ cần nhắn cho mình là ừ anh cần nắp bảo vệ, thì em sẽ gắn vô, em gửi cho mọi người thôi nha. Ok, thì nắp bảo vệ mình không có quay ở đây, tại vì cái đó là phần nhỏ thôi, phần phụ thôi. Mình không có bán nha, mình chỉ tặng thôi, không có bán nha anh em. Mã 637 giá 350.000 đồng nha anh em ha. Ba cái nắp bảo vệ đó thì không có bán gì hết, anh em cần thì mình gửi cho anh em xài thôi. Sáu ba ba con, một con mài đến từ thương hiệu Hitachi nha anh em. Sorry anh em, Hikuki ha. Đó, vẫn là anh em ruột thôi, nhưng mà mình pháo báo gõ là con này Hikuki. Chịu tải tối đa 960W, điện áp 100V, 12.000 vòng trên phút, 7.4A, 720W của Hikuki anh em, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản ha. Thì anh em xem con này ngoại hình nó khá ok nha anh em, 90-95% so với máy mới bóc siêu ha, sơn zin còn nha anh em. Rồi, dây nguồn dài khoảng 3m, test chức năng anh em xem công tắc phía dưới đuôi. Rồi, con này ok nè anh em, im, thon gọn, còn mới, tay mát đầy đủ nha anh em. Cũng còn rất là ok ha, ngoại hình sáng sủa sạch sẽ, đó. Vỏ nhựa còn mới anh em đó. Mã 633 giá 350.000 đồng, thích con nào mà lấy con đó thôi anh em. 634 con này đẹp hơn anh em ha. Đây, kèn hơn ha, sơn zin còn, Hikuki, chịu tải 960W, điện áp 100V, sử dụng điện 1 tấc, 720W, 7.4A, 12.000 vòng trên phút, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản anh em đó. Rất đẹp nha. Đó, anh em thích dòng Hikuki nha, con này xài cực kỳ bền luôn nha. Dây nguồn dài của nó trung bình là 3m nha anh em. Rồi, test chức năng anh em xem ha. Thích mẫu đẹp hơn anh em có thể lấy con này được nè. Đó, 634 giá 400.000 đồng anh em ha, tem mát đầy đủ okay. Tiếp theo nè, 636 con này máy cực kỳ đẹp anh em, nếu so với máy mới chát thì nó khoảng còn được 95% ha. Là ngoại hình anh nghe anh em, mình đánh giá ngoại quan chứ nội thất bên trong thì nó toàn bộ hàng nguyên zin hết ha. Đây tên hiệu của nó, 9533B, sử dụng điện 1 tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 12.000 vòng trên phút nha anh em. Made in Japan, sản xuất lắp ráp tại Nhật Bản anh em. Made in Japan rõ ràng, tem mát đầy đủ, dây nguồn dài khoảng 3m, công tắc phía dưới đuôi, test chức năng anh em xem. Con này rất là ok nha anh em, êm ấm, nhẹ nhàng, êm ái ha. Một vỏ ngoại hình còn ok nè, tem mát Made in Japan luôn. Máy móc cực kỳ êm ấm, cầm trên tay rất đầm ha, cực kỳ đầm luôn, con này rất là xịn nè, Made in Japan. Mã 636 giá 450.000 đồng nha anh em, cực kỳ rẻ nha. Máy mài đời này hơi ít ha, nó về ít thì mình chia sẻ anh em ít đó, nhưng mà mình sẽ cố gắng đợt sau mình sẽ lựa thêm nhiều nữa đó, cho anh em thoải mái lựa chọn con máy mài mà anh em yêu thích.
Còn đây là khung khoang gốc dán máy mài nha anh em. Đa chức năng dành cho anh em khoan gốc, rồi khoan trong hốc, trong kẹt rồi ha. Có thể mua dĩa đánh với đánh bóng về anh em đánh bóng xe được luôn nha. Đó, rất là ok. Cái dạng kẹp thì rất là dễ sử dụng nè. Nó có đảo chiều, dây tóc cò luôn ha, tem mát đầy đủ. Hãng Makita xuống đầu 10 ly, điện áp 100V, 300W từ 0-1400 vòng trên phút trên nguồn. Chính hãng Makita. Đó, có cái đồ tháo lưỡi theo luôn nè. Ok chưa? Hàng zin luôn nha anh em, zin nguyên bản nha, chưa qua sửa chữa tháo lắp. Chưa qua sửa chữa mà có tháo ra vệ sinh nha anh em. Nó chưa tháo lắp là nó dốc ha. Có tháo ra vệ sinh nhưng mà không có thay thế chắc bất cứ món gì trong đây cả. Đây anh em coi nè, trên đây bấm chậm nè. Nó mạnh nè ha, đảo chiều đầy đủ. Con này là điều tốc 22 chiều luôn anh em, điều ga và vào ha, tất cả đều có điều tốc. Mã 629, giá 400.000 đồng anh em. Nguyên bản nguyên zin, không nạc chi lửa điện hết nha anh em. Rất ok, giá chỉ 400.000 đồng, anh em cần chỉ xúc về xài nhanh thôi. Đó, mã 629 giá 400. Rồi, ok, còn nếu anh em nào đang có nhu cầu sử dụng một con máy trà như vậy ha, khoan gốc giống máy nhưng mà có điều tốc trực tiếp luôn thì đây là con cho anh em lựa chọn. 630, con này khoảng Hitachi anh em. Cái tem nó hơi mờ nha, anh em thông cảm, mình cũng không muốn nhưng mà tại vì lúc vận chuyển da dấp nhiều nên nó hơi bị mờ. 410W nha anh em ha. Điện áp 100V hãng Hitachi đầu 10 ly. Con này thì có gì đặc biệt? Nó có tay cầm hỗ trợ zin theo máy. Điều tốc nằm phía dưới đây ha, trong cách trượt vẫn là đầu kẹp 10 ly thôi anh em, chống y chang thôi. Nguyên bản nguyên zin nha anh em. Cộng dây của hãng Hitachi luôn nha. Test chức năng anh em xem. Điều tốc dưới đây nha anh em. Tùy theo công việc mà anh em cần phải chà chậm ha, anh em chà chậm anh em điều tốc chậm, anh em chà nhanh anh em điều tốc nhanh. Đây lúc 4-5 mức cho anh em 5 ha, anh em cần nhanh thì anh em lấy chụp với lúc nhanh em chà, có tay cầm hỗ trợ đây, cầm chà ok luôn anh em. Mã 630 giá 400.000 đồng, tặng anh em cái cùi này luôn nha ha, cái tay cầm luôn á, mình gọi cái cùi nó là cái tay cầm. Ok, vậy anh em ở miền Bắc với miền Trung nói chuyện nhiều khi mình nói anh em không hiểu tại vì mình hay nói theo cái kiểu dân miền Tây á. Anh em có gì không hiểu anh em nhắn tin hỏi mình giùm nha anh em. Ok anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới máy chà nhám nha anh em. Đúng rồi, chị mình dân miền Tây mà. Mình dân miền Tây nhiều khi mình nói chuyện theo cái kiểu có mấy cái tiếng gì của miền Tây á, nhiều anh em không có hiểu, kể cả anh em nhiều khi anh em ở thành phố còn không hiểu. Giờ anh em có gì anh em cứ nhắn tin cho mình sẽ trả lời cho anh em hết trơn ha. Ok, mã 583 con chà nhám mini cho anh em, con này có hãng Ruby cực kỳ đẹp ha, tem mát hai bên đầy đủ nha. Sử dụng điện áp 100V. Ấy cái con này bị mờ chỗ này anh em, thì mình sẽ lấy con này chia sẻ cho anh em ha, hai con giống nhau ha. Đây điện áp 100V, 1.1A, 100W cho anh em, 10.000 vòng trên phút của hãng Ruby ha. Đây, hai con y chang nhau anh em. Đó, con này bị mờ, con này còn sáng ha, mắt mờ mắt sáng. Đó, ok, Ruby tay mắt hai bên có chà nhám xâm hút bụi thổi ra đây luôn anh em, hai cây nha. Rồi test con này trước cho anh em xem nè, dây nguồn trung bình khoảng 3m. Công tắc cầm trên đây nha anh em. Máy chà nhám mini ha, cực kỳ giá cực nhỏ, giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Mã 538 giá 180.000 nha anh em. Con này giá chỉ có 180 nha anh em. Rồi 584 nè, con này đẹp hơn, tay máy hai bên nè, nó có đồ kẹp với nhám hết nha anh em. Mình test cho anh em xem nè ha, có đồ kẹp với nhám đàng hoàng, đầy đủ hết, nhỏ gọn nhẹ, giá rẻ mà mua về thì vẫn sử dụng bình thường. Test máy cho anh em xem nè. Ok chưa? Rồi. Mã 584 giá 200.000 đồng nha anh em. Nhỏ gọn mini ha.
Tiếp theo, chai nhám đợt này rất là nhiều nha anh em. Đó, đợt trước không đủ cho anh em sử dụng ha, không đủ cho anh em lựa thì đợt này mình lên nhiều cho anh em sử lựa thoải mái luôn. 585 con trà mái huyền thoại đó, Sander Mini anh em. Hai con này giống nhau mà thông số con này bị mất anh em. Đó, mình sẽ chia sẻ thông số bằng con này cho anh em xem ha. Sử dụng điện áp 100V, 180W, 13.000 dòng trên phút, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản. Hai con giống nhau anh em. Rồi, test tính năng cho này, anh con này cho anh em xem nè. Công tắc nằm trên đầu, lúc vệ sinh mình bị ấn nhầm nha. Bây giờ mình sẽ tắt mở lại cho anh em xem. Êm ái nhẹ nhàng, Nhật sản xuất lắp ráp ha, sử dụng tại Nhật. Kẹp lửa trước, kẹp với nhám trước, kẹp với nhám sau. Đây anh em, con này bị mất tem đây nha. Đó, nhưng mà mọi chức năng hoạt động bình thường đó ha. Mã 585 mình chia sẻ với anh em giá 200.000 đồng nha anh em. Còn con này thì ok, tem mát đầy đủ hai bơm, thông số rõ ràng, kẹp nhám trước kẹp nhám sau. Mình bán rẻ là tại vì mình thích bán rẻ chứ không phải là bán rẻ là đồ hư đồ thúi rồi nghe anh em. Đồ hoạt động bình thường đấy nè ha, tại mình thích bán rẻ nha anh em. Đó, mini center tem mát hai bơm, điện áp 100V, 180W, 13.000 dòng trên phút, công tắc nằm trên đây nha anh em. Nè anh em thấy nó bị khi mình vệ sinh bị nhấn vào đây không? Em tắt ha, test cho anh em xem. Tại vì nhiều máy quá anh em, khi mình làm cái mình quay qua mình chạy tới chạy lui cái mình không để ý á, cái nút nhảy qua. Dây nguồn của nó dài khoảng 3m nha anh em. Test chức năng anh em xem nè. Rung nghe nè, rung như đây nè ha. Nội địa Nhật, điện áp 100V, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật. Trà nhám rung vuông mã 586 giá 250.000 đồng. 200 mấy ngàn được con trà nhám, quá đã anh em ơi. Tiếp tục 87 trà nhám xay anh em ha. Trà nhám xay anh em nào đang cần trà nhám xay đánh này, trà nhám xay đánh nhám rất là ngon nè. Này với nhám dán luôn ha, anh em mua về dán với nhám vô sử dụng thôi. Điện áp 100V, 220W, 12.500 dòng trên phút, sử dụng với nhám 125. Dây nguồn dài khoảng 3m nha anh em. Công tắc nằm trên đây, test chức năng anh em xem. Trà nhám xoay 587 giá 300.000 đồng. Tiếp tục trà nhám xoay đây như nhám dán nha anh em ha. Mini sender có tay cầm hỗ trợ rất là ngầu và chuyên nghiệp, trà nhám hút thổi vào đây luôn ha. Sử dụng điện áp 100V, 180W, 1.8A anh em, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản ha, nguyên bản chưa qua sửa chữa tháo lắp. Test chức năng anh em xem. Dán cái nhám vào và sử dụng nha anh em ha. Dán nhám vào và sử dụng thôi. Ở đây thì nó có một cái tay cầm hỗ trợ, anh em có thể tháo lắp ra được ha. Đây, mình tháo cái gì xin xíu chưa chặt, anh em có thể tùy chỉnh được cái độ thích mà anh em cầm cái tay như thế nào. Cái này thì nó đơn giản thôi, rồi em bé ăn được cho em bé thôi. Dặn vô rồi xong, anh em thích nó bành ra như vậy thì em dặn vô như vậy, em thích nó cong lên vậy thì em dặn vô như vậy ha. Về dán cái nhám vô anh em, với nhám một tấc nha. Mã 589 giá 350.000 đồng nha anh em. Tiếp theo, nếu như mấy con kia không có thương hiệu anh em không thích, anh em lấy con này về cho mình, con này của hãng Makita nha anh em. Tem mát hai bên cực kỳ đẹp ha, ngoại hình ok nha anh em. Đây đó ha, dây điện nguồn dài khoảng 3m của hãng Makita, điện áp 100V, 2.3A, 220W, 12.000 dòng trên phút, made in USA nè anh em ơi.
Made in USA nha anh em, con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Mỹ nha anh em. Quá dữ rồi. Test chức năng anh em xem. Khoan coi công tắc cái. Rồi. Cực kỳ êm nha anh em. Made in USA có khác ha. Ok, im máy đàng hoàng, sạch sẽ, đẹp đẽ, nhám dán, anh em mua vậy em dán cái nhám vô sử dụng nha anh em ha. Đây tại cái nhám của nó luôn nè, nhám zin theo máy anh em xem nè. Ở dưới đây có một lớp zin lớp ấy anh em dán vô. Đó, về tháo này ra bỏ. Đây mình để cái nhám này lại cho anh em làm cử luôn nha. Cái nhám nó 125 nha anh em. Makita Made in USA 588 giá 400.000 đồng. Trà nhắm. Đó là trà nhắm xay anh em. Tiếp theo, trà nhắm chữ nhật Makita. Makita điện áp 100V, 130W, 7.000 vòng trên 1 phút nha anh em. Made in da bằng. Ok chưa? Made in da bằng đây anh em. Rồi, ok. Test chức năng em xem, trà nhắm gung thì nó chỉ có gung thôi, đâu có gì đâu khó khăn. Dây nguồn của nó zin của Makita luôn anh em. Này. Cực mạnh. Cực mạnh mẽ của Makita. Đây. Hai cái tháo lắp lưỡi đây anh em. Đây cái phía sau đây ha. Cái phía trước đây. Đó, anh em thích con Made in da băng này thì xúc cái con 590 về cho mình nha. 590 giá chỉ có 350.000 đồng thôi nha anh em. Cực kỳ rẻ. Made in da băng 350.000 đồng. Tiếp theo, Makita sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản ha. 2A, giá 100V, 160W, 10.000 vòng trên 1 phút. Makita còn rất ok anh em ha. Để trước sau, đây kẹp lưỡi. Sau, đây trước sau đầy đủ anh em, kẹp lưỡi thoải mái ha. Của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, mã 591. Dây nguồn dài khoảng 3m. Test chức năng anh em xem. Bao anh em, con này cực kỳ im luôn nè. Cực kỳ êm ái, nhẹ nhàng. Trà nhóm gung chữ nhật của chính hãng Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, không nẹt tia lửa điện, mã 591, giá chỉ có 400.000 đồng thôi nha anh em. Cực kỳ mới, cực kỳ đẹp, chính hãng, nguyên bản, nguyên gear. Ok, 591, 400. Nếu như những con máy vừa rồi không thể nào làm hài lòng những vị khách phải gọi cực kỳ khó tính thì mình đảm bảo anh em con máy này sẽ làm cho anh em hài lòng. Đảm bảo anh em sẽ hài lòng 100%. Mới cho từ chi tiết nha anh em. Đó rồi. Nhá hàng nhỏ thôi. Dây nguồn Makita. Đế nhôm. Kẹp với nhám, nhanh gọn lẹ. Có hút bụi. Trà nhám hút thổi ra đây. Ngoại hình 99% so với máy mới nha anh em, máy mới 100% nhưng máy này 99 ha. Rồi ok, Makita siêu đẹp, tem mát cực kỳ rõ ràng,
Điện áp 100V, 180W, 2.1A, 12.000 vòng trên phút. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, hàng chưa qua sử dụng luôn anh em. Con này chưa qua sử dụng luôn nha. Mới 99%. Chất lượng. Test chức năng. Cực kỳ mạnh mẽ và êm ái. Cực kỳ mạnh mẽ và êm ái. Hàng nguyên bản nguyên zin có khác ha, cực kỳ xinh xò. Mã 592, một con máy siêu đẹp, duy nhất, đẹp nhất trong tất cả các máy hiện tại mình đang quay cho anh em xem. Giá chỉ có 500.000 đồng thôi. 500.000 đồng anh em. Anh em là nhanh tay còn chậm tay hết. 500.000 đồng cho một con máy trà nham, cực kỳ đẹp. Đây. Lấy bóng đèn chiếu cho anh em xem. Nó keng tới cỡ nào nghe anh em. 500 cành. Quá rẻ. 592 giá 500. Anh em nhanh tay xúc này về xài. Mình vừa xài mình vừa trưng bày cũng được nữa anh em. Tại vì quá đẹp. Ok. Chúng ta sẽ tới những con máy tiếp theo nào. Nếu như trà nhám gung, vuông, chữ nhật, trà nhám xoay đã có tất cả rồi. Bây giờ mình sẽ đến với một con máy mà xin đảm bảo là rất nhiều anh em đang cần sử dụng. Đó là gì? Trà nhám tăng. Xin giới thiệu anh em, trà nhám tăng mã số 594 đến từ thương hiệu Makita. Điện áp của nó là 100V, 740W, 7.7A, 380 vòng trên 1 phút nha anh em. Kích thước giấy nhám 76 x 533mm, thông số rõ ràng. Ok chưa, của Makita nguyên bản. Đây, anh thử xem. Giấy nhám ghim theo luôn. Đó, tháo lắp giấy nhám ở đây nha anh em ha. Đầy đủ. Rồi, gắn nhám vô gài đấy. Đó, ok chưa. Tay cầm hỗ trợ. Đây, tăng đưa, tùy chỉnh đó rồi, mình hay gọi là tăng đưa nha anh em, tùy chỉnh. Đây. Rồi, ok chưa? Test chức năng anh em xem. Trà nhám tăng anh em. Đó, giấy nhám này giấy nhám ghim theo máy. Đó, mình để nguyên, mình test máy cho anh em xem. Để sau đó thì anh em có thể làm mẫu này, lấy mẫu này anh em đi mua những con trà nhám mà anh em cần sử dụng. Mã 9594 giá 600.000 đồng anh em. Trà nhám tăng xịn Makita, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật nha. Nguyên bản nguyên zin nghe anh em nha. Tem mát đầy đủ. Sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật. 594 giá 600. Chúng ta sẽ qua series của những con bu lông nghe anh em. Bu lông mã 626 này đến từ thương hiệu Ritchie. Mình xin giới thiệu sơ bộ qua. Đầu của nó đầu 1/2 anh em, đảo chiều nhanh trực tiếp tại cò ha. Tem mát đầy đủ. Điện áp 100V, 360W, 3.8A, 2100 vòng trên 1 phút ha. Của Hitachi, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Mã của nó là 626, dây nguồn dài 5m nha anh em. Ha. Rồi, test chức năng anh em xem. Có búa, có cấp trượt đầy đủ anh em. Đây là máy bắn bu lông chuyên dụng nha ha. Đó, anh em có thể bắn thoải mái. Mở ra, bắn vào. Đầu ốc của nó đầu 1/2 ha. Chuẩn chỉ không gơ lắc, các em có thể xem nè. Cực kỳ chuẩn chỉ không gơ lắc nha anh em. Đó, mã 262 giá 600.000 đồng anh em. Bó dây nguồn dài 5m ha. Của hãng Hitachi luôn, hàng nguyên zin anh em. Tiếp theo. 627, con này mập hơn ha, đẹp hơn, công suất mạnh hơn. Đó. Điện áp 100V, 380W, 4A, 2100 vòng trên phút nha anh em, vẫn có đảo chiều nhanh ha. Con này giờ cao hơn, đó có tay cầm hỗ trợ cho anh em. Đầu 1/2, chuẩn chỉ không gơ lắc anh em. Xem ha. Rất là chuẩn nha anh em. Đó, đầu 1/2. Tem mát đầy đủ của hãng Hitachi, đảo chiều nhanh. Dây nguồn dài 5m. Dây của Hitachi luôn nha. Máy ghim. Đó. Test chức năng anh em xem. Đây mở ra nha anh em. Bắn vào nè.
có búa, có cấp trượt đầy đủ. Đây là máy bắn bu lông chi dụng ha, cho anh em bắn bu lông thoải mái, tháo đai ốc bắt chích rồi đó. Mã 627 giá 700.000 đồng nha anh em, cực kỳ mạnh ha. Dây nguồn của nó dài 5m nha anh em, giá chưa 700. Tiếp theo hai bu lông, một bu lông đầu 3/4 nhỏ và một đầu luôn bu lông 3/4 dạng khủng ha, con nhỏ dành cho anh em sử dụng đầu 3/4 nhưng mà cần nhỏ gọn. Mã 625 đó, cái này điện áp 100V 360W nha anh em, 3.8A 2100 vòng trên phút ha, đảo chiều nhanh trực tiếp tại cò, em có thể xem đảo sạch sạch sủa, sạch sẽ sáng bóng ha, đầu chuẩn chỉ đây, không bao giờ gơ lắc nha anh em. Đó, test chức năng em xem ha, đảo chiều nhanh tại cò, dây nguồn dài 5m của hãng Hitachi nguyên bản nha anh em. Đây, cái thứ anh em xem. Đảo chiều nhanh cho em bắn dít bóng lông đai ốc rất là nhanh nha anh em. Mã 625 giá 500.000 đồng. À, chỉ có 500.000 đồng thôi. Đây là dành máy nhỏ, dành cho anh em cần máy nhỏ mà đầu to. Rồi bây giờ mình sẽ đến với con máy to mà mạnh nữa anh em. Vừa to vừa mạnh ha. Bó dây nguồn dài 5m. Đây đầu chuẩn chỉ không có lắc nha anh em xem nè. Đó, ha. Mã 628 Hitachi WGS22SA điện áp 100V 1140W 12A 1800 vòng trên phút, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật. Con này trên thị trường máy mới thì khoảng mười mấy triệu nha anh em ha. Mình nói thiệt máy mới, con này máy mới chát luôn, mười mấy triệu. Đây, anh em xem, không tin em chụp cái ghi nhớ lại WG22SA nè, lên mạng coi thử máy mới phải mười mấy triệu không. Mình nói thiệt mà. Rồi ok, bu lông đầu 3/4 nha anh em, siêu mạnh ha, dây nguồn dài 5m. Con này đầu 1 inch nha anh em, sau ghi anh em mình nói lộn, đầu 1 inch ha. Cái chức năng anh em xem cực kỳ êm ái nhưng mà lại lực tải rất mạnh nha anh em. Đảo chiều nhanh tại cò, có búa cấp trượt đầy đủ ha, dành cho anh em bắn bu lông. Máy mới trong tiệm mới bán mười mấy triệu, máy cũ mình thanh lý anh em 1.500.000. Mã 628 giá 1.500.000. 597 Black Anetker, 598 Black Anetker. Đó, bây giờ mình qua cái ngày trước cho anh em xem. Tem mát hai bên đầy đủ, điện áp 100V từ 0 đến 5500 vòng trên phút, 400W nha anh em. Anh em có thể cắt ngang cắt dọc thoải mái. Rồi bây giờ mình sẽ lắp lưỡi vô nè. Anh em hãy xem, ở đây nó có một con giống như một con tán vậy á. Mà cái lưỡi này á thì với con tán dây chen nha, anh em bỏ vô đây nè. Này lắp lưỡi nhanh nha anh em. Để anh gài lên là xong rồi đó ha. Đây. Vậy là xong, lắp lưỡi rồi nha anh em. Ha, không bị xúc. Khi anh em mở ra anh em nhấn cái nút này nha. Để mình test máy trước cho anh em xem cái. Thì tóc còn em bấm chậm nhẹ nè. Nó mạnh nè. Nhanh mạnh anh em, con này hãng Black Anetker chung tập đoàn đến The World luôn nghe của Mỹ ha. Đó. Bấm chậm nè, cái này đồ của Mỹ là xài khỏi phải nghĩ nha anh em ha, rất là bền. Đây anh em nhấn vào đây nè, gạt này xuống rồi tháo ra là xong ha, rất là nhanh đó. Mã 598 giá 400.000 đồng nha anh em ha, 400.000 đồng. Năm 99 Black Anetker, dáng đẹp hơn, đời cao hơn, thể thao hơn. Tem mát đầy đủ, sử dụng điện áp 100V, 400W từ 0 đến 4600 vòng trên phút nha anh em. Ok chưa? Rồi, lắp lử thôi. Con này lắp lử cũng giống y chang con kia ha anh em.
nó có một cái khe, anh em bỏ vào đây, giật lên là xong. Thế thôi, test chức năng anh em xem. Điều tốc còn anh em. Ok. Đó, khi anh em cưa anh em để vô gì sẽ gài lại ha. Anh em cưa thoải mái. Mã 599 giá 450 nha anh em. Tháo lắp cực kỳ nhanh chóng thôi. Anh em nhấn vô đây nè. Nhấn như lúc này, gạt xuống. Rồi xong. Tháo ra rất là nhanh. Khi anh em mua máy mình tặng anh em cái lưỡi cho anh em sử dụng luôn nha. Mã 599 giá 450.000 đồng nha anh em. 598 450.000 đồng luôn. Tiếp theo 601. 601 còn thứ dữ à. Tùy chỉnh cấp độ sọc 1 2 3. Tem mát đẹp, tem niêm phong còn, điều tóc. Tem máy quá đẹp luôn anh em. Con này sử dụng lưỡi tối đa 110mm nha anh em. 115mm ha. 650W, điện áp 100V, 6.8A từ 0 đến 2200 vòng phút. Made in Japan, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Mới keng anh em. Ha, đây con này mình đính để dắt kính bụi nè. Mới keng luôn nha. Cực kỳ đẹp nha anh em. Ha, từ chi tiết luôn. Để mình gắn lưỡi vô cho anh em xem. Gắn lưỡi với con này anh em cần có một cây lục giác là anh em sẽ gắn được thôi. Đó. Giờ mình sẽ gắn cái lưỡi cưa kiếm vào test máy cho anh em xem. Anh em dùng cái lưỡi lục giác để tháo lỏng con này ra, sau đó anh em đút cái lưỡi cưa kiếm của mình vào. Rồi, dặn lại. Đây. Thế thôi. Test máy cho anh em xem. Test điều tốc nha anh em. Mức thấp nhất nè. 2 3 4 5 Tùy chỉnh độ sọc nha anh em. Quá ok cho một con máy cưa kiếm. Anh em mà cắt sắt cắt gỗ mà lấy cái cưa kiếm này thì thôi, thoải mái luôn. Khi anh em mua máy mà nó tặng anh em một lưỡi cưa kiếm luôn nha anh em. Đó. Lưỡi là lưỡi xịn theo máy, lưỡi Nhật ha, không có lưỡi bậy bạ nha. Ok. Nghe mình tháo lưỡi ra anh xem. Ở đây nó con lục giác nè. Cắn lục giác vào, dặn ngược kim đồng hồ. Nó sẽ lỏng ra liền anh em xem nè. Ha, lỏng ra liền. Mà mình cần nới khoảng 2 vòng để có độ hở nhất định mình mới lấy cái này ra được nha anh em. 3 vòng. Rồi ha, 3 vòng mà được nha anh em. Khi anh em mua máy mình tặng anh em luôn cái lưỡi cưa xịn. Đó. À, đây là một con máy phải nói là lực mạnh, có điều tốc. Ngoại hình cực kỳ ok, so với máy mới 100% thì nó ít nhất phải 98% nha anh em. Tem mát đầy đủ. Gõ gàng, đẹp. Gia băng sản xuất lắp ráp nha anh em. Rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo cho anh em mua con máy này ha. Anh em đang cần sử dụng cưa kiếm, lựa chọn ngay con máy này. Mã 601 giá 700.000 đồng nha anh em. 700.000 đồng ha. Đây. Dây zin và lục giác zin theo máy đầy đủ nha anh em. Ha, tháo lắp lưỡi đơn giản, mình tặng cái lưỡi nữa là anh em sử dụng thoải mái luôn. Tiếp tục. Giờ chúng ta sẽ đến cưa, đã cưa rồi chúng ta sẽ cưa tới luôn. Giờ đây là con cưa xích nha này. Cưa xích và máy thổi ha. Cưa xích đến từ thương hiệu Makita. Anh em hãy xem ha. Cái này là lúc mình khi show mình bóc vô dính nha anh em. Lam cực kỳ mới ha. M501 lưỡi 3 tấc, điện áp 100V, 680W, 360 vòng trên phút nha anh em, của Makita sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản. Dây nguồn của Makita luôn, dây zin nguyên bản nha anh em. Test chức năng anh em xem. Có
con này có phun nhớt tự động ha. Khi anh em mua máy về, anh em châm nhớt vào, khi máy hoạt động nó sẽ tự phun nhớt nuôi lam. Ok chưa? Mã 602 giá 550.000 đồng anh em. Tiếp tục. Máy thổi Ryobi ha, nguyên bản. Điện áp 100V. 630W cực kỳ mạnh anh em, 6.6A. Thổi tối đa 28 là từ giống này ra 28 nha anh. Ha. Đó, nguyên bản nguyên zin. Con này là được rất nhiều anh em yêu thích nè. Bó gì nguồn 5m. Ryobi luôn anh em. Em xem à. Ha, dây của Ryobi luôn. Rất là lợi hại anh em. Test chức năng anh em xem. Có hệ thống điều tốc. Anh em có thể tùy chỉnh được tốc độ động cơ. Đây mức thấp nhất cho anh em ha, chỉnh đây nè. Mức thấp nhất mình chỉnh lên mức cao nhất cho anh em xem. Nhưng mà con máy này thì mình bao anh em thổi mạnh đó. Thiệt, thật sự. Hút đầu này anh em. Hút từ tay vào thổi ra ha. Đây dành cho anh em hút bụi hay thổi bụi. Đó, mã 604 giá 400.000 đồng nha anh em. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đến những máy tiếp theo anh em ha. Tạm thời khoan đến với máy soi ha. Mình sẽ qua cửa lọng trước. Đây, cửa lọng rồi này mình có nhiều loại cho anh em thoải mái lựa chọn nha anh em. Đó, rất là nhiều loại ha. Anh em có thể thoải mái lựa chọn tùy thích con nào mà anh em cần sử dụng. Đây, đầu tiên sẽ là con máy 605 đến từ thương hiệu Makita nha anh em. Tem mát đầy đủ nhưng mà hơi mờ. Đó, mình sẽ chia sẻ anh em với dạng là máy chức năng. Sử dụng điện áp 100V, 310W, 3200 vòng trên phút nha anh em, có điều tốc ha. Đó, có dự lưỡi, đợi lưỡi ở đây. Đó, của hãng Makita, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản. Tích chức năng anh em xem, khi anh em mua máy thì tặng lưỡi cho anh em luôn nha anh em. Tùy chỉnh tốc độ động cơ tại đây ha. Ok, cưa lọng đầu tiên để anh em lọng sắt lọng gỗ ha. Mã 605 giá 300.000 đồng anh em ha. Tiếp theo 606, con này đến từ thương hiệu Black Anacker. Đó, điện áp 100V, 450W, từ 800 đến 3100 vòng trên phút nha. Sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật, dùng lưỡi tối đa 55 ly. Con này có điều tốc, có đỡ lưỡi đầy đủ ha. Đó, test chức năng anh em xem. Dây nguồn dài khoảng 5m. Điều tốc đây nghe nè. Sáu cấp độ sọc lưỡi ha. Đó. Show anh em 6 cấp độ điều tốc ha. Để mình gắn cái lưỡi giờ thử cho anh em xem. Anh em con này cũng dễ tháo nha anh em, cho anh em cần tháo con lục giác ở đây ra là được nha anh em ha. Tháo con lục giác ra anh em gắn lưỡi vào. Rồi anh em siết lại. Siết thì thận kim đồng hồ thôi anh em, không có gì khó ha. Tháo ra thì nghịch kim đồng hồ. Đây, gắn lưỡi vào nó sẽ là gì nha em. Cái đá, cái đỡ lưỡi sẽ đỡ phía sau cái lưỡi ha. Tới chức năng anh em xem nè. Mức 1 nè nè. Ok, khi anh em mua máy mình vẫn tặng lưỡi cho anh em bình thường ha. Mã 606 giá 350.000 đồng nha anh em. Em tháo ra em dặn ngược trên đồng hồ nha. Rồi, ok, 350.000 đồng. Sáu không bảy còn của hãng Hitachi nha anh em. Con này vẫn là cái con lục giác thôi, mấy con lục giác anh em vẫn rất dễ tháo, không có gì khó hết. Cứ dặn ngược kim đồng hồ tháo ra,
Đó, còn kim đồng hồ thì lắp vào, lắp lưỡi dao. Lắp thử lưỡi này cho anh em xem. Hầu như mình đã kiểm tra hết tất cả mọi thứ rồi. Anh em mua về ghim vào xài thôi nghe anh em. Ghim điện gắn lưỡi giờ rồi chơi thôi. Đây à, khi anh em gắn lưỡi xong thì nó sẽ có dáng như vậy anh em. Điều con này đặc biệt có một cái là có cấp độ sọc nha anh em, 0, 1, 2, 3 ha. Điều tốc chỉnh ở đây. Đó, test chức năng anh em xem. Điều tốc chỉnh cho nó chậm lại nha anh em, để coi nó chậm như thế nào ha. Chậm đi ha, nhanh lên chút, nhanh hơn chút, nhanh hơn nữa. Và bây giờ mình sẽ tùy chỉnh cái đá lửa cho anh em xem nha. Đây nghe đây ha, đá lửa đang rung nha, mức 2. Vết sử dụng nó hơi cứng nha nè. Cái nào mà cái mấy cái nút này còn cứng anh em là nên yên tâm ha, tại vì nó càng cứng thì càng ít sử dụng, mà nó càng mềm nó sử dụng đã lâu rồi nha anh em. Đây anh em thấy cái đá lưỡi không, ok, mã 607 đá lưỡi điều tốc đỡ lưỡi đầy đủ ha, của hãng Hitachi, tem mát đầy đủ hai bên, điện áp 100V 380W, 4A từ 0 đến 3000 vòng trên phút, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, sử dụng lưỡi tối đa 65 ly, 607 giá 400.000 đồng nghe anh em, có tùy chỉnh đá lưỡi ha. Tiếp tục chương trình, mình tháo lưỡi này ra test máy khác cho anh em xem. Đây là thể loại máy cực kỳ châu bò nghe nè, một con, hai con, những con đầu nhôm thì bao anh em sử dụng thoải mái, cường độ cao luôn vẫn không có thể nào ảnh hưởng tới máy, vì nó có bộ phận đầu nhôm giải nhiệt rất tốt nha. Con này tháo lưỡi cho anh em dặn hai con nghe nè, dặn lưỡi vào đây, ok. Sau khi gắn lưỡi rồi thấy là gì anh em ha. Đó, test máy cho anh em xem. Bao anh em bao cực kỳ bền nha anh em, xài thoải mái khỏi sợ gì hết. Điều tóc anh em kia, anh em tóc thấp nhất là nó gì nè, tóc cao lên từ từ nha. Đó, cái loại này cực kỳ bền bỉ, anh em xài bền dữ lắm. Ok ha, đây tem mát đầy đủ nha anh em, sử dụng điện áp 100V 380W, 4A từ 0 đến 3200 vòng trên phút nha anh em ha. Sử dụng lưỡi tối đa 60 mm. Máy 608 giá 400.000 đồng nha anh em. Mình test con kia cho anh em xem luôn. Tháo thì đó, vậy là xong. 400. Con này y chang luôn nha anh em, tem mát đầy đủ ha, Hitachi 609. Điện áp 100V, 380W, 4A từ 0 đến 3200 vòng trên phút nha anh em. Y chang không khác gì hết. Dây nguồn dài 3 mét ha. Dây tóc ha. Chỉnh thấp nhất nha anh em. Có đỡ lưỡi dây tóc đầy đủ ha. Đó, chậm nè. Chỉnh cực kỳ chậm được nha anh em. Nhanh lên nè. Mã 609 giá 450.000 đồng nha anh em. Tiếp theo, con này Makita đời cao anh em, cái nắp bảo vệ đầy đủ ha. Đó, em có thể xem đây, đây em lỏng anh em nhắc này xuống dưới đây, nó sẽ che lại không bị bụi bẩn dằn vô mắt mình nha anh em. 62 có điều tóc ha, Makita có cây lục giác,
Coi rất đẹp nha anh em, đế nhôm ha, có đỡ lửa đầy đủ. Tem mát ok. Điện áp 100V 4.7A, 450W nha. Từ 500 đến 3100 vòng trên phút nha anh em ha. Tem mát hai bên rất đẹp, anh em có thể xem con này nè. Rồi ok nha. Đó. Đời cao hiện đại nha anh em. Dây nguồn dài 3m tới chức năng anh em xem. Điều tốc. Sáu mức điều tốc nha anh em. Sáu mức điều tốc ha. 1 2 3 4 5 6 nha anh em. Đó, có đỡ lưỡi, đế nhôm, ngoại hình đẹp, ken. Anh em mua này về sưu tầm cũng được nè, rất là đẹp nha anh em. Nha. Ken nha anh em. So với máy mới thì nó còn khoảng được 95-98% nha anh em. Máy mới nguyên bản ha. Đó, hàng nguyên zin chưa qua sửa chữa tháo lắp gì nha anh em. Ok chưa? Ha. Có cây lục giác cho anh em sử dụng luôn. Rồi, mã 632 giá 500.000 đồng dành cho anh em mua về sưu tầm chơi, đồ đẹp. Anh em muốn giá rẻ thì anh em mua mấy cái mã đầu tiên như mình ha, mấy nó rẻ. Cưa lọng Hitachi, con này nó lót sẵn cái miếng cao su nè, cho nó mượt mát nha anh em. Đó, đế thì đế nhôm ha, cực kỳ đẹp, anh em sáng bóng luôn nha anh em. Rồi. Có tùy chỉnh đá lưỡi nè, 0 1 2 3. CJ 65, điện áp 100V, 400W, 4.2A. 700 đến 3200 vòng trên phút nha anh em. Con này có dìu tốc phía sau nha anh em. Đó. 1 2 3 4 5 6 phía sau. Test chức năng anh em xem. Gắn lưỡi vô đây vẫn là con lục giác thôi anh em. Có đá lưỡi nè anh em xem, nó lưỡi đá nè ha. Rồi mình sẽ tùy chỉnh tốc độ cho anh em xem nè. 1 2 nè. 3 4 thì chỉnh đá lưỡi nha anh em. Mức không là không đá nè ha. 1 nè. 1 đá nhẹ nè. 1 đá nhẹ, 2 3 đá mạnh lên. Đó, đế còn y nguyên anh em, không bể mã nha. Cái lớp cao su này do bên người Nhật người ta dán sẵn nên mình để luôn ha. Đó. Để khi anh em lộng sẽ êm ái hơn. Ok chưa? Rồi, mã 631 giá 500.000 đồng. Đầu tiên 610 có tùy chỉnh đá lưỡi nha, điều tốc chỉnh. Đó. Tem. Sản xuất tại Switzerland, Đức nhập Nhật. Điện áp 100V, 3.3A, 320W nha anh em. Ha, Switzerland sản xuất, Đức nhập Nhật. Đây ngoại hình. Rồi. Test chức năng anh em xem. Dây nguồn dài 3m. Công tắc nằm đây. Công tắc đây nha anh em. Rất là độc ha. Dây tóc đây nha anh em. 1, 1 gữ, 2, 2 gữ, 3. Có đá lưỡi, có tùy chỉnh đá lưỡi đầy đủ. Để mình lấy cái vít kẹp mình gắn lưỡi vô cho anh em xem. Đây nha anh em ha. Lấy vít kẹp dài thẳng vào, siết vào anh em. Đó, vừa cứng tay là được rồi. Rồi test chức năng anh em xem. À, đá lưỡi nè anh em. Điều tốc mạnh rồi. Ha, mức công mà không đá lưỡi nha nè. 1, 2, 3. Rồi ok. 601 giá 550.000 đồng. Tháo ra thì đút cái vít dài vào. Dặn. Dặn dài vòng cho lỏng ra nha nè. Ha. Khi mà lỏng ra anh em cầm anh em lắc ngang giật ra là xong. Rồi ok. 610 giá 550.000 đồng. 82 ly ha, 110 cũng có. Mình sẽ quay cụ thể chi tiết từng máy cho anh em xem. Anh em có thích máy nào lấy máy đó nha anh em. Đầu tiên
612 con này của hãng Home Tour nha anh em ha. Đây. Hãng Home Tour điện áp 100V 540W 15.000 vòng trên phút, 5.64A, lưỡi 82 ly, cặp lưỡi zin theo máy vẫn còn. Đó, ok nha anh em. Rồi, thì chính đội nông sau ha. Gai vô thoải mái. Ok chưa? Mã 62 tay máy đầy đủ. 1 2. Dây nguồn dài khoảng 3m, test chức năng anh em xem. Chạy rất êm anh em ha. Máy hoạt động ok, không nạc tiêu lửa lửa điện. Mã 612 giá 400.000 đồng, cực kỳ rẻ cho anh em mình sử dụng nha anh em. Tiếp tục thế nào. 613, một con đến từ thương hiệu Nisonen, điện áp 100V 580W 6A 82 lưỡi 82 ly, 15.000 vòng trên phút anh em, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Cặp lưỡi bào zin theo máy vẫn còn, đế sạch sẽ sáng bóng, tùy chỉnh độ nông sau thoải mái. Có cái tay chỗ bụi luôn. Rồi, chạy vô thoải mái nha anh em ha. Tùy chỉnh độ nông sau ở đây. Ok chưa? Rồi, dây nguồn dài khoảng 3m. Tới tiếng này anh em xem. Cò cực nhạy nha. Mã 613 giá 400.000. Tiếp tục thôi nào. 614, máy bào đến từ thương hiệu Makita, công suất 580W, điện áp 100V, 15.000 vòng trên phút anh em, của Makita, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật ha. Tùy chỉnh độ nông sâu ở đây, gai vô thoải mái. Cặp lưỡi bào zin theo máy vẫn còn, 1 lưỡi 2 lưỡi. Ok, khi anh em bào anh em nhớ tăng đưa cái này cho sát vô trong nha. Tại khi mình quay mình đưa cho ra ngoài cho nó khi mình để á, cái máy xuống đất gì nè, cái lưỡi nó không bị cấn xuống đất nha anh em. Cho anh em bào á thì anh em dặn cái này tăng đưa cho chạy vô, test máy cho anh em xem. Cò cực nhạy anh em. Công suất 580W, cực mạnh, bào thoải mái các loại cây gỗ. Mã 614 giá 450.000 đồng nha anh em, sorry anh em ha. Mã 614 giá 450.000 đồng. 615, một con bào tem máy đẹp, ngoại hình ok nha anh em. Makita sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, điện áp 100V, 480W, 15.000 vòng trên phút, 5A, lưỡi bào 82 ly, tùy chỉnh độ nông sâu này khá mới nha anh em ha. Chỉnh độ nông sâu ra vô thoải mái đây. Lưỡi bào zin theo máy vẫn còn, một cặp bán ngót anh em đây ha. Makita đây, đầy đủ hết mọi thứ. Dây nguồn dài khoảng 5m đây anh em, test chức năng anh em xem. Cò cực nhạy, máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng, không bị nạt tiêu lửa điện. Mã 615 giá 500.000 đồng. Tiếp tục. 616, con 616 này là máy bào 80 sau khi anh em lưỡi, máy bào 110 ly nha anh em, 110 ml ha, điện áp 100V, 1050W, 11A, 16.000 vòng trên phút, tùy chỉnh nó nông sâu ở đây. Ha. Test chức năng em xem. Lưỡi cực nhạy anh em. Đây, cho anh em xem cái lưỡi lại nha anh em ha. Nãy chưa cho anh em xem đó, lưỡi theo máy zin đây, bé ngót nha. Cái phần này là do bào nó dính dơ nha anh em ha. Cái lưỡi nằm đây nè. Đây, lưỡi đây nè. Cực kỳ bé ngót ha. Rồi ok. Mã 616 giá 600.000 đồng. Tiếp tục sẽ là máy phay.
và mấy cái tay năng anh em ha. Máy phay hay còn gọi là máy xôi anh em, 5 cây, 4 cây nhỏ, 6 ly, 6 ly 3, 1 cây lớn. Đầu tiên 6, 18 điện áp 100V, 360W, 28.000 vòng trên phút, 3.8A anh em. Con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản anh em. Cái tên của nó là tên chữ Nhật không à, mình không biết đọc nghe anh em. Anh em hỏi mình cũng thua luôn ha. Tới chức năng anh em xem. Công tắc off on ở đây. Để mình tắt, mình test máy lại anh em xem. Mã 618 bao giờ gồm củ máy, phần đế và chụp mũi đầy đủ anh em ha. Anh em về gắn mũi vô sử dụng thôi. 618 giá 400.000 đồng. 619 một con máy đến từ thương hiệu Makita. Điện áp 100V, 380W, 4A, 3.000 vòng trên phút, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản, vẫn bao gồm củ máy, phần đế, phần đế và chụp mũi đầy đủ. Anh em về gắn mũi ghim điện vô sàn anh em. Dây nguồn của Makita luôn, test tính năng anh em xem. Makita chính hãng, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật, xài bao bền cho anh em nha. Em sử dụng điện chuẩn 100V, mình bao anh em xài 3 năm chưa giúp ích con này nha. 619 giá 450.000 đồng của Makita. Cái đế này đế xịn Nhật luôn anh em. 4 620 và 621. Hai con gì của Makita hết nha anh em. Đây. 4A 30.000 vòng trên phút, điện áp 100V, 380W của Makita, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản. Dây nguồn zin đây. Ha, bao gồm củ máy, phần đế. Và con này thì nó lúc máy về nó có mũi dính theo thì mình tặng mũi cho anh em luôn. Ok không? Đây, tặng mũi theo luôn. Mũi này mũi Nhật luôn nghe anh em. Rồi. Test chức năng anh em xem. Ha. Off on. Im máy nhẹ nhàng anh em. Của Makita chính hãng ha. Công tắc nằm đây nè, off on nè. Tặng mũi xịn, nó bao gồm phần máy nè ha, phần đế nè, chụp mũi nè, cho có mũi xịn dính theo luôn nè. Mã 621 giá 500.000 đồng. Tiếp theo 622. 622 là con máy phay 12L7 anh em ha. 12L7 của hãng Towa, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Điện áp 100V, 23.000 vòng trên 1 phút, 10A công suất 1050W nha anh em. Đây, tem mát đầy đủ ha, nước sơn zin còn. Đó. On off. Ok lắm nha anh em. Này nguyên bản chưa qua sửa chữa tháo lắp nha anh em ha. Đó, rồi. Công tắc nằm đây, off on. Tính chức năng anh em xem. Dây nguồn dài 5m. Ok, mã 622, máy phay 12L7 à, xịn Nhật của hãng Towa, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Đó, nguyên bản nguyên zin, chưa qua sửa chữa nghe anh em ha. Tem mát đầy đủ ok, giá 1 triệu chẳng.
Nước sơn ghim toàn bộ nha anh em. Lên cho anh em tiếp tục chương trình là hai con bắn vít nha anh em. Bắn vít xong đó tới cái khoang. Câu đầu tiên 623, con này của hãng Home Tour nha anh em. Điện áp 100V 230W từ 0 đến 2800 vòng trên phút nha anh em. Điện nguồn dài khoảng 3m. Test chức năng anh em xem. Có năng từ đảo chiều đầy đủ ha, có gấp trượt, có búa luôn. Thì tốc cò. Đảo chiều. Thì tốc cò chậm anh em. Thắng từ đảo chiều. Điều tốc đầy đủ. Có búa cấp trượt, tháo lắp nhanh, đơn giản, gọn gàng. Mã 623 giá 350.000 đồng nha anh em. Ha, 350.000 đồng anh em xem nè. Đó. Ok. Băng dít đầu khía. Có đèn LED Makita. Điện áp 100V, 4.8A, 400W từ 0 đến 3500 vòng trên phút. Dây nguồn dài khoảng 5m nha anh em. Ha. Cái này mà 5m thì cái này khoảng cỡ 7-8m nha anh em. Nè, báo nguồn ha. LED. Điều tốc chậm. Đảo chiều. Có búa, cấp trượt đầy đủ, máy dít chuyên dụng, tháo lắp nhanh gọn gàng, chuẩn chỉ không gây lắc nha anh em. Của Makita ha. Đầu khí huyền thoại, báo nguồn. Có LED này đầy đủ nha anh em. Dây điện nguồn dài 8m. Tem mát hai bên đầy đủ. Mã 624 giá 550.000 đồng. Khoang nhỏ gọn cầm tay Ryobi. Mã 638. Tem mát hai bên đầy đủ. Điện áp 100V, 420W, 4.4A từ 0 đến 2800 vòng trên phút. Khoang búa có răng khoang thường, chỉ răng khoang búa. Đảo chiều đều tốc đầy đủ. Test chức năng anh em xem. Rồi. Điện áp 100V nha anh em. Thì lúc còn nó bấm chậm nhẹ. Bấm mạnh nhanh. Ha, đảo chiều ra vào. Điều tốc chậm nhất nha anh em. Chỉnh chậm nhất nè. Mạnh nhất nha. Đã chậm nhất rồi, giờ tới mạnh nhất. Test chức năng. Dấu mũi khoan là chức năng khoan thường nha anh em. Chức năng khoan búa. Ha, có dấu cây búa nè. Ok, full chức năng, đảo chiều điều tốc. Có búa khoan thường, đầu 10 ly. Made in da băng. Ha, 638, 350.000 đồng. Tiếp theo tới khoan bê tông nha anh em. 641, khoan Boss 2-18GE. Tem mát hai bên đầy đủ. Tem ở dưới. Điện áp 100V, 5.5A, 550W nha anh em. Robert Boss. Tem mát dưới đây còn đủ ha. Rồi, test chức năng quan trọng. Chức năng giữ mũi. Dây nguồn dài 5m. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Chức năng khoan thường. Con này có đảo chiều luôn anh em. Đảo chiều và điều góc cò ha. Đảo chiều. Điều góc cò bấm chậm nè. Bấm mạnh nè. Rồi đây chức năng khoan thường. Chức năng khoan bê tông. Ok luôn anh em. Con này rất là đẹp ha. Cực kỳ êm. Khoan cực kỳ chuẩn anh em. Điều tốc đầy đủ. Đảo chiều. Full chức năng. Ok chưa? Mã 641 giá 700.000 đồng nha anh em. Còn rất là mới nha. 641 giá 700. Đảo ốc chuẩn chỉ nha. Test trực tiếp cho anh em xem. Sáu bốn hai, con này còn đẹp hơn nữa anh em, đẹp 95% ha, so với máy mới nguyên siêu nha. Tem mát ok, 2-22E, điện áp 100V, 500W, made in gạt money, nước nhập Nhật nghe này, chuẩn chỉ nha. Tay cầm hỗ trợ đầy đủ, ngoại hình còn rất là mới.
test chức năng giữ mũi anh em xem. Bao xúc nha anh em. Dây nguồn dày dặn, cái điện tốt 5m. Test hai chức năng. Chức năng hoàn thường. Dây tốc cò nha, bấm chậm nó nhẹ nha anh em, bấm mạnh nó nhanh ha. Test chức năng khoan búa. Con này chức năng khoan búa nó rất là ngon nha anh em. Có điều tốc cò luôn, bấm chậm nhẹ bấm mạnh nhanh ha, dàn búa cực kỳ lực, nghe tiếng búa hay phê anh em. Hàng cam kết nguyên bản nguyên zin ha, của Đức nhập Nhật 100%, mã 642 giá 800.000 đồng, tay còn hỗ trợ luôn anh em. Tháo lắp mũi đơn giản gọn gàng nhanh chóng, chuyền nguồn dài 5m, quá đẹp nha anh em. Khoang bê tông 645 của Makita nha anh em ha. Đây tem mát hai bên đầy đủ, tem dưới có luôn nha anh em. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Điện áp 100V, 7.6A, 720W, từ 0 đến 1.200 vòng trên phút. Sử dụng mũi tối đa 23 ly. Đầu gài. Test chức năng giữ mũi anh em xem. Dây nguồn chính hãng Makita, dài 5m. Chức năng khoan thường. Đảo chiều. Chức năng khoan bê tông. Chức năng khoan bê tông cực kỳ mạnh nha anh em. Điều tốc cò, anh em bấm chậm nhẹ bấm mạnh nhanh nhanh nha anh em. Quá ok, mã 645 giá 800.000 đồng. Đây tiếp tục. Tiếp tục là hai con máy cực đỉnh anh em ha. Đời cao, ngoại hình đẹp, tem mát đầy đủ, có đèn led, dây nguồn dài 5m, chính hãng Makita. 646 đây. Ok nha anh em. Tem mát. Điện áp 100V, 800W, 8.4A, từ 0 đến 1.200 vòng trên phút. Có đèn led nha anh em. Ha. Nguyên bản nguyên zin chưa qua sửa chữa. Chức năng giữ mũi. Rồi ok. Dây nguồn dài 5m. Test chức năng anh em xem. Đèn led nha anh em. Ha, đây nè, đó. Bóp nhẹ còi là nó lên led rồi anh em. Rồi. Đảo chiều, chức năng khoan vào. Đảo chiều, khoan gan anh em. Chức năng khoan búa. Con này cực mạnh nha anh em. Khoan bê tông thoải mái, con này thì siêu đẹp. Tem niêm phong còn nguyên ha. Nguyên bản nguyên zin chưa qua sửa chữa tháo lắp nha anh em. Đó, hai chức năng khoan thường khoan bê tông. Mã 646 giá 900. Đây, con xịn nhất đây. 647. Ghi từ A tới Z. À, có ta có cái thước đo tay cầm luôn, tem mát đèn led hai bên đầy đủ, 8.4A, 800W nha anh em, giá 100V ha, của Makita, sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật Bản. Chức năng giữ mũi nha anh em. Ok, dây nguồn Makita ghi luôn 5m nha anh em. Chức năng khoan thường. Về tốc cò anh em bấm chậm nhẹ bấm mạnh nhanh nha anh em. Đảo chiều. Chứ trong khoan búa nè. Cái loại khoan này búa cực kỳ mạnh nha anh em. Và đây là con xịn nhất của lô ngày hôm nay ha.
rất là mạnh nha anh em. Ha, có đèn led đầy đủ nha anh em. Đó. Siêu mạnh ha, chính hãng Makita. Cực đẹp nha anh em, zin toàn bộ hết từ tay cầm đến cây thước đo ha. Dây điện nguồn. Rồi, mã 647 giá 1 triệu chẳng nha anh em. Sơ lược ha. Đó, đó là mấy con máy khoan bê tông, bây giờ qua máy chuyên đục nha anh em. Chuyên đục. Con này của hãng Makita HK1810, con này 500W, sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật nha anh em. Mình gắn mũi vô test cho anh em xem. Gắn mũi vào gài lại. Rồi. Dây điện nguồn dài 5m nha anh em. Có điều tốc luôn. Sáu bốn tám giá 600.000 đồng, tặng mũi thép Nhật cho anh em luôn nha anh em. Sáu 50 đục bê tông, hai chức năng vừa đục vừa khoan nha anh em ha, vừa đục vừa khoan đó. Con này là HG 3520, 11A, 1050W, 4400 vòng trên phút nha anh em. Con này là cái con bỏ mua đục là đục, mà bỏ mua khoan là khoan nè anh em. Dây điện nguồn dài hơn 5m ha, dài bối điện nguồn rất là dài nha anh em, dày dặn nữa. Đây để tính năng anh em xem. Đầu tiên bỏ mua đục vô trước nè. Ha, bỏ mua đục vô đục. Bỏ mua khoan vô khoan nha anh em. Ok chưa? Rồi. Mã 650 giá 850.000 đồng, tặng một cặp mũi đục. Một đục một khoan nha anh em. Ha, một đục một khoan. Thì nguồn dài hơn 5m nha anh em, cỡ 6m có nha. Rồi. 650 giá 850.000 đồng. Tiếp tục. Máy đục Hitachi. Siêu đục. Đây. 649 anh em. Điện áp 100V. Công suất 1000W, 1100W anh em. 11.6A, 6200 vòng trên phút. Sử dụng mũi tối đa 40 ly ha. Là cái đầu này anh em. Cái đầu này nó bự tối đa 40 ly nha ha, còn cái chân 17 ly. Ok không? Chân 17 ly thì bỏ vô vừa hết. Con này cực kỳ mạnh nha anh em. Ngoại hình rất là hầm hố à. Anh em có thể xem ngoại hình tem hai bên. Rồi. Tháo lắp mũi như thế nào? Nhấn nút chặt lên. Dây nguồn dài 5m nha anh em ha. Dày dặn. Kích điện tốt. Bỏ mũi đục vào. Đục rất là dữ nha anh em ha. Đây là mũi đục. Rồi bỏ mũi khoan vào tự khoan à. Khỏi nó nhấn nút gì hết trơn. Đây là máy tự động mà anh em. Lợi hại của đó ha. Đây nè. Cái mũi khoan vô khoan nha anh em. Khủng bố nha anh em. Cực kỳ mạnh ha. Đó. Khi anh em mua máy này thì mình vẫn tặng anh em một cặp luôn. Một mũi đục và một mũi khoan. Mã 649. À, thấy không? Thấy rõ không? Đó. Tặng một mũi đục, một mũi khoan. Thép xịn ha. Tặng cho anh em theo máy anh em sử dụng. Mã 649 giá 1 triệu chẳng nha anh em.
rồi, máy đục thả xong. Giờ chúng ta qua cắt góc và cưa trượt nha anh em. Đợt này thì cắt góc mình có con Hitachi lưỡi 216, còn cưa trượt thì lưỡi 190, điện 220V nha anh em. Ha, này điện 220. Con này điện 110 nha anh em. Dây nguồn dài 5m. Đây. Lưỡi theo máy, lưỡi hợp kim xịn. Xoay ngang qua đây 45 độ. Xe này 45 độ nha anh em. Nghiêng qua đây 45 độ ha. 45 độ nè, 30 độ nè, 15 độ nè, 0 độ. Anh em lưu ý là những cái độ chia độ đây nó đều có khắc hết trơn nha anh em ha, nó có độ nè. Đó, 45, 30, 15 nó có khắc lên hết. Khắc nổi luôn anh em. Giờ tay là thấy cộm tay liền. Một bên. Còn cái mâm này thì vẫn còn dấu nha anh em. Chia độ đầy đủ hết ha. Mình giờ cộm tay hết luôn á. Hai bên, bên nào cũng vậy, bên trái bên phải đều vậy. Ha. Nước sơn zin còn khá đẹp nha anh em. Con này đẹp nè. Ha, nước sơn còn rất tốt. Điện áp 100V. 11A 5000 vòng trên phút. 5000 vòng trên phút, công suất là 1050W, lưỡi 216 nha anh em ha. Của hãng Hitachi, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản. Ok chưa? Giờ test chức năng anh em xem ha. Đây, nó có nắp bảo vệ nha em, cắt xuống nó tự bở lên ha. Này. Đó, lưỡi theo máy là lưỡi hợp kim xịn luôn. Đó. Ok chưa? Test chức năng anh em xem. Có thắng tự đầy đủ. Ngon lành cành đào, có thắng từ đầy đủ ha. Full chức năng. Đó, bản thu gọn. Rất ngon lành nha anh em. Ha. Anh em lấy mã này thì lên cho mình cắt góc Hitachi nha anh em, con này giá 1 triệu chẳng nha. Tại con này cứ có một máy ha, mình không cần mã số nha. Cắt góc Hitachi giá 1 triệu. Rồi, ok. Tiếp tục nè. Cưa trượt Hitachi. Con cưa trượt này thì điện nguồn của nó là quấn 220 rồi nghe anh em. Ha. Đây. Hành trình trượt 40. Cặp ấy trượt là một cặp nha anh em. Cực kỳ nhẹ nhàng ha. Nè. Lấy hai ngón tay vẫn kéo được nha anh em. Cực kỳ nhẹ nhàng dưới máy nha, không cần dùng sức. Trượt rất là nhẹ nhàng. Ok chưa? Rồi, xây mâm. Xây mâm hai bên, mỗi bên 45 độ. Một bên, hai bên. Rồi. Xây đúng độ nó nghe anh em, 90 độ ha. Ở sau thì sao? Lật ngang. Lật ngang 45 độ. Anh em lưu ý là nó có số hết đầy đủ nghe anh em. 45, 30, 15, 0 độ. Ở giữa các khoảng này thì nó có gạch chia độ cho anh em để anh em tùy chỉnh được cái độ của mình. Song song với đó thì hai bên đây ha, đều có độ khắc nổi trực tiếp anh em gờ tay cộm tay nha. Báo gõ cho anh em nắm thông số hết tất cả mọi thứ. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái lưỡi này nó thẳng lại. Rồi sau đó mình siết này lại. Ok chưa? Trượt thì cực kỳ nhẹ nhàng anh em ha. Đó. Trượt cực kỳ nhẹ nhàng. Cây có tăng đưa, tùy chỉnh độ mà cái đế của mình ha, cho nó chuẩn. Rồi, chuẩn nghe nè. Rồi xong, tiếp tục. Lưỡi điện của nó đã lên nguồn 220 rồi ha. Sử dụng đĩa 190, điện áp theo gin theo máy 100V, quấn nguồn 220. Công suất 1050W, 11A, 4000 vòng trên phút. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản qua chính hãng Hitachi. Đây, phiên bản thông số rõ ràng nha anh em. 45, 30 độ sâu rồi tất cả mọi thứ ha. Đây, tay mát. Cặp ti quan trọng nha anh em, cặp ti quan trọng nha. Rất là nhẹ nhàng nha. Hành trình 44 tấc nha. Đó.
Đó, ok ha. Rồi. Cái nguồn dài 5m. Test chức năng anh em xem, điện 220V. Điện 220V nha anh em ha, mình đang test điện trực tiếp mạng lút ra cho anh em xem đây nè. Đó. Khi anh em mua máy này anh em về sử dụng thoải mái thôi, không cần đắn đo suy nghĩ gì nhiều nha, không có sợ gì hết anh em. Tại điện đã quấn nguồn 220 rồi. Ở nhà cũng được, trên công trình cũng được. Đó, thoải mái, yên tâm, không sợ vấn đề hao hụt hay là cháy chập gì hết. Đây. Khi anh em sử dụng xong em xiết con này lại thì cái trượt nó sẽ cứng lại anh em, sẽ không có chạy ha. Rồi, ok. Còn anh em muốn xay mâm anh em dặn cái này ngược kim đồng hồ nha. Đó, thì cái này sẽ lỏng ra anh em xay mâm. Rồi khi em xay xong đủ tốc độ cho chỉnh anh em siết lại. Rồi, ok. Ok chưa anh em ha. Rồi, đây cũng là con máy cuối cùng trong video của ngày hôm nay. Mình quay cho anh em xem. Trượt Hitachi có một máy duy nhất nha anh em ha, lên điện 220 rồi. Anh nào cần xài liên hệ với mình qua số điện thoại 0964888759 để góc trái màn hình hoặc là tham khảo thêm dưới phần mô tả. Chia sẻ cái giá công khai của con cưa trượt này là 3 triệu đồng nha anh em. 3 triệu chẵn nha. Điện 220V nha anh em. Của Hitachi chính hãng. Đó. Con này rất ok, anh em xách đi đâu cũng được cho nè. Giá công khai 3 triệu, anh em nào thích xách về xài. Ok. Giá rẻ hơn thị trường nhiều anh em, ở trên thị trường bán 4-5 triệu không ha. Nhưng mà mình bán cho anh em thợ thề nên giá chỉ có 3 triệu thôi. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp anh em trong video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý khách đã xem video. Hẹn gặp quý khách trong video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những máy mới nhất. Xin cảm ơn.